Đây là lô đất 300m full thổ cư ở nút giao sông Công đây. Anh em thấy không? Xây hết bờ rào và riếc rồi. Đấy. Anh. Đấy. Đây là đất ở trong này là đất đồi luôn. Cái nhà bên này đợt trước cũng bán này. Nhà bên này là bán cái đợt núc đất sốt đấy. Cả cái khu này. Bên kia là cái đồi sang bên đằng sau kia là bãi tham ma. Bãi tham ma nhưng mà bãi bé, bãi to nó rừng dịch dưới kia. Mà cái lô này mà làm xưởng thì ngon. Lô này nếu mà lấy gạt hết cái này xong bắt đầu là săn phẳng nó xuống mà mua được cái chỗ kia, nếu mà mua được cái kia, nữa nó không rõ ràng như này là cái khoảng cách từ tim đường vào đến biển. Thường thường như ở à không, bây giờ nó 12 ở đây trên này nó chỉ 12m50 hoặc 13m50 thôi. Rưỡi thì không. Thấy đâu ra 15m rưỡi. Dọc đường 3 này nếu như đoạn này 3m50. Đoạn này không biết nhưng nếu đoạn trên kia là 15m rưỡi. Chỉ có nói chung là trước là ở dưới là ở trước là 26m. Sau bây giờ nó đầu tiên nó rút về 16m50, xong nó rút về 13m50. Em ở mặt đường 3 đây. Đó, cái đấy nó tùy vào khoảng cách từng đoạn ấy. Nó rút càng mặt phố thì nó cái mặt cái phố. Cái đoạn ở trên Tích Lương em có cái đất ở trên Tích Lương đấy là 10 đấy, cái chỗ này là đất của nhà bên. Tiếc có cái là cái chỗ này đất nhà bên, nhưng mà cái chỗ này mà đất nhà bên mà chỗ này mà mua được thì mới là ngon. Nhưng mà chỗ đất này, vị trí này mà kinh doanh thì chắc là nhất quả đất. Nhà hàng, nhà hiếc, đón công nhân, công nhiếc. Nó là cộng khu công nghiệp. Vị trí này thì nó hot. Trước chính ra ấy là cái ở đây chính là cái nhà này. Cái nhà này đợt trước mua là nhà này cái thầy đấy bán hơn 6 tỷ. Đây từ mép này hết ra đến chỗ kia. Trước đó là nhà đấy. Cái này trước đều là nhà hết. Đấy. Nó chạy vào trong đây kìa. Là trước đấy là cũng hơn 6 tỷ. Mảnh đấy. Nhưng mảnh này nếu mà tính ra mảnh này về cái ấy này nó cũng đẹp. Khuôn nó đẹp như này. Nói chung là chỉ có lúc bọn nó cần tiền quá nó mới bán thôi. Trên mảnh này anh bảo bình thường ra cái lúc trước nó đòi toàn hơn 3 tỷ. Bây giờ nó đang cần tiền quá thì nó bán cái giá rẻ. Cổng khu công nghiệp, anh em thấy không?